Hiếu Minh Đô xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác và tất cả các anh em một mẫu đẩy công suất, là mẫu đẩy công suất gia đình cũng như là các bác có thể đi nắp phòng hát được các nhá. Đây là dòng đẩy mà cho con tiếng ra rất là hay, sáng tiếng và tiếng bass rất là uy lực. Đây là mẫu đẩy Crown XLI 3500. Đây là mẫu đẩy cho công suất ra là 1000W một kênh các bạn, mẫu đẩy 2 kênh. Đây là hàng mới tinh nguyên hộp. Và hàng sản xuất ở Trung Quốc các nhá, hàng mới tinh nguyên hộp. Trung Quốc nguyên hộp mới tinh. Quay về số lượng được 20 chiếc để phục vụ các bác. Thì đối mẫu này thì cũng đã vắng bóng, tính ra phải vắng bóng được tầm gần nửa tháng rồi. Cũng gần nửa tháng vì là cái gần nửa tháng này em đã hết hàng rồi, thì hôm nay em nhập về tiếp tục, nhập về được 20 chiếc để phục vụ các bác. Cũng như giới thiệu review lại các bác cùng xem. Thì đối mẫu này thì em đã bán ra cũng như là phục vụ các bác được rất là nhiều rồi, số lượng rất là nhiều, chính vì là vì chất lượng tốt, đảm bảo cũng như là với giá thành cũng cực kỳ hợp lý. Nên hôm nay em tiếp tục nhập tiếp về 20 chiếc để phục vụ các bác. Đây, như bác cùng nhìn đây. Phía trước thì đối với dòng Crown, các mẫu Crown thì không biết nhìn cái phần giao diện của Crown thì nhìn rất là đẹp. Ở mặt trước nó sẽ mặt đen. Mặt đen nhìn trông rất là sang bác nhé, mặt đen rất là sang. Nên sao đóng đẩy hai kênh đây. Công tắc nguồn ở phía giữa bác nhé. Đây, tắc nguồn phía giữa này. Còn ở đây em đã mở sẵn nội thất. Đối dòng Crown công suất nó ra khoảng 1000W kênh nên bán kính nguồn nó rất là to. Nguồn đây là nguồn đồng, bán kính nó rơi vào 19-20cm. 19-20cm nhé, nguồn đồng rất là to. Với thì chạy đây là chạy gồm 6 tụ các bạn. 6 tụ lọc. Thì như biết dòng chạy mạch Crash H. Chạy mạch Crash H thì bên trong cấu trúc mạch nó rất là đơn giản. Các bạn nhìn đây, rất là đơn giản. Và ở đây là gồm 4 cái vỉ. Con này thì em đã mở ruột rồi, nó là 40 sò các bạn nhé. 40 sò MOSFET. Chứ không phải sò như dòng mà Class AB bác tính sò, nhưng đối với dòng MOSFET, sò MOSFET nó chạy đến 40 sò MOSFET, cả sò lớn lẫn sò nhỏ là 40 sò MOSFET. Đấy. Chính vì vậy mà nó sẽ ra được công suất 1000W một kênh. Như các bác chơi gia đình thì bác đánh được 2 cặp 50 cũng như là các anh em đi phân phòng hát được 2 cặp 30 bác nhé. Đấy. Với thiết kế là gồm 6 tụ lọc là 10.000 mi, 80V. Đấy. Điện áp rất là cao, 80V. Như biết thì những sản phẩm chạy mạch Crash H thì các bác chơi những đồng loa full thì tiếng rất là sáng tiếng. Sáng, sắc tiếng và tiếng rất là hay, trong trẻo. Với cái giá thì hiện tại cũng giá cực kỳ êm cho các bác đối với sản phẩm đẩy với công suất này. Rất phù hợp cho chơi gia đình với giao diện phía đằng trước rất là đẹp. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Đây thùng nó em dỡ ra các này. Thùng dỡ ra đây. Thùng nó sẽ có hai lớp thùng các nhé. Hai cái thùng bên trong Crown với nguyên hộp, hai nơi với hai miếng xốp bảo vệ hai đầu các nhé, hai miếng xốp bảo vệ hai đầu này. Ở trong có dây nguồn và sách hướng dẫn bác nhé. Đây thì Hoàng hôm qua em về đây anh em chưa dỡ đây vì thời lượng công việc rất là nhiều, các bạn hàng chưa dỡ ra luôn, là những sản phẩm bãi em chưa dỡ ra luôn. Đây trước mặt các bác đây thì là con súp kép bát 40 từ 22 gồm 100. Giá cực kỳ êm đối với cặp súp kép này, có giá 19.990.000 đồng. Một cái giá rất là êm, hàng rất là đẹp. Rồi hàng rất là đẹp, thùng quách rất là đẹp các nhận ơi. Các cùng nhìn này. Đây em chưa lau một cái vết rẻ luôn. Thùng quách còn rất là đẹp, nguyên bản. Có chỗ nào vụ có xước tí thì em sẽ bay sơn đi đây, chuyển xa thì nó có bay sơ chút ở cái thành này thì em phải bay cho bác sơn là hết thôi. Số lượng hàng về rất là nhiều. Quay lại đây các bác nhìn đây thì đối với những con đẩy này là một dòng đẩy để có thể một cái giá ngoài giá thành ra và chất lượng thì chất lượng rất là tốt. Thì như các biết thì đối mẫu Crown XLI 3500 này tính ra này đã bán được khoảng 1,5 năm rồi và được sự phản hồi cực kỳ tốt của khách hàng. Như bác về chơi gia đình với đánh được, có thể đánh được tối đa là 2 cặp bát 30 thôi nhé, 2 cặp bát 30 với công suất 1000W, 2 cặp 30 có dư một chút, nghe đánh rất là lực. Ở đây thì như các nhìn thì nó sẽ là những con sò MOSFET ở các cái thanh khe này. Hôm trước em đã có bài mở hẳn cái tấm này ra rồi. Và bên trong các nhìn nó sẽ gồm những con trở nam bạch màu rất là to, mềm bạch màu xanh cực kỳ chất lượng. Sẽ gồm hai le cho hai kênh này.
hai lê tiết sắc lét nhé, còn lê bao nguồn nữa nhé, lê nguồn có này. Hôm nay em giới thiệu hàng về cũng như là các bác nào nhu cầu có thể trực tiếp em qua hai số điện thoại đây là 0919182233 hoặc số Viettel là 0869997229. Em có hai cơ sở là cơ sở 1 là 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội và cơ sở 2 là 184 Nguyễn Đức Thuận Gia Lâm Hà Nội. Hiện tại mùa hè này thì em cũng ra rất nhiều các sản phẩm. Ở đây là hầu như tất cả sản phẩm với giá mùa hè rất là êm. Thì các bác nào nhu cầu có thể trực tiếp em. Thì số thời lượng như hàng về cũng như là có rất nhiều mẫu mã. Thì bác có lên website bên em là hiếuminhaudo.vn để em tư vấn các bác nhé. Hoặc các bác liên hệ em qua số điện thoại đây. Hiện tại thì ngoài những mẫu đẩy ra thì sắp tới cũng có rất nhiều mẫu loa bãi. Thì ở video sau thì em giới thiệu các bác. Cũng như là thời điểm này những sản phẩm vang hay là lọc hay mic thì dùng cái giá hiện tại em bán một giá rất là hợp lý đối với mùa hè này. Thì có là nhu cầu của em. Và video của em đến đây là kết thúc và cảm ơn các bác đã xem cũng như video của mình. Và xin một video ngắn gọn thông báo hàng về với mẫu đẩy này. Thì ở mẫu đẩy này thì em đã có rất nhiều bài test rồi, cũng như bài test chất âm này, bài test chất âm của dòng đẩy này, rồi những bài video giới thiệu sản phẩm rất nhiều rồi. Đấy. Thì các bác có thể xem những video trước đó, video này ngắn gọn video báo hàng về. Các bác nào nhu cầu liên hệ em. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ. Số lượng về không được nhiều anh nhé, chỉ có 20 chiếc thôi bác ạ.